Và cái điều kế tiếp ấy, mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong tháng 10 này đó chính là Fed, cục dự trữ này của Hoa Kỳ thì có ra những cái ý định là sẽ giảm đi cái nguồn tiền mà dùng để mua trái phiếu hay là không. Tại vì tháng 9 này đó, các bạn có nên nhớ là chủ tịch của Fed đã nói là đang chuẩn bị để mà giảm đi cái số lượng tiền bơm vào trong thị trường bằng cách là sẽ mua bớt trái phiếu lợi vẫn chưa nhưng mà sắp sửa cho nên mọi người nên chuẩn bị các bạn được là sau đó thì giá cả đã trao đảo trên thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy là tháng 10 này đó không biết là Fed cho ra quyết định đó hay là không tại vì sớm là như thế nào Fed cũng không có nói rõ là sớm là khi nào và đây cũng là một chuyện điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến Bitcoin ETF thông qua là tốt nếu như mà Fed nói là không tiếp tục cung cấp tiền mua trái phiếu nhiều như trước đây nữa bây giờ là họ mua trái phiếu là khoảng 120 tỷ một tháng thì nếu như mà họ không tiếp tục nữa thì lúc đó thị trường cũng sẽ không được tốt lắm Cho nên đây là hai điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong cái tháng 10 này mà thường muốn chia sẻ với các bạn Còn về cái vấn đề liên quan đến cái nợ trần của Hoa Kỳ thì thường nghĩ là vấn đề đó sẽ được giải quyết mà thôi Thực ra hôm nay thường đọc một số những thông tin thì chỉ cần là đảng Dân Chủ muốn Thì với cái sự mà quản lý quốc hội bây giờ thì có thể là được thông qua Nhưng mà bây giờ đó họ vẫn tiếp tục muốn là hai đảng cùng nhau để mà chấp nhận là nâng cái nợ trần lên chứ không muốn là chỉ một đảng duy nhất mà thôi cho nên tôi nghĩ là cái vấn đề nợ trần này sẽ được giải quyết trong một thời gian ngắn mà thôi vấn đề mà thường quan tâm đến nhiều hơn là khi nào thì Fed mới bắt đầu giảm xuống cái nguồn tiền đẩy vào trong thị trường để mua trái phiếu vì tôi nghĩ là điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và sẽ làm ảnh hưởng đến thị trường crypto thì ngày hôm nay thôi sẽ tiếp tục uh, chia sẻ thêm một số những cái thông tin on-chain với các bạn nhưng mà chúng ta sẽ không nhìn quá nhiều tài liệu on-chain tại vì thường muốn dành thời gian để mà nói hết những thông tin còn lại với các bạn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình Thì trước hết chúng ta nói tới là cái số lượng Bitcoin nào vào và rút ra đi, những tài liệu căn bản mà tôi thường, thường hay nhìn Thì uh, các bạn thấy được là tình hình đó là liên tục nhiều ngày các bạn thấy được là 6 ngày liên tục là cái số lượng Bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào và ngày hôm qua đó kết thúc ngày 28 tây là chúng ta thấy có thêm một ít Bitcoin nạp vào hơn là rút ra nhưng mà đây là cái lần đầu tiên trong vòng 7 ngày mà chúng ta thấy là hiện tượng này xảy ra và khi chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến giờ ngày hôm nay đi thì khi mà nhìn vào nến giờ đó thì các bạn thấy thấy được khi mà zoom vào để các bạn thấy rõ hơn là ngày hôm nay tình hình hiện bây giờ ra sao thì, thì thì bây giờ đó tôi nghĩ là kết thúc ngày hôm nay chúng ta có thể vẫn tiếp tục thấy nhiều bitcoin rút ra hơn là nạp vào tính theo tình hiện tại thì thùng vẫn thấy là có khá là nhiều những cái thanh mà chỉ xuống thời điểm hiện tại có nghĩa là cái số lượng bitcoin rời khỏi nhiều hơn nạp vào chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem con ngày mai kết thúc ra sao nhưng mà tình hình cho đến thời điểm bây giờ thì các bạn thấy được là sau nhiều ngày bitcoin rời khỏi liên tục thì đã có một ngày để chính là ngày hôm qua có thêm một ít bitcoin nạp vào nhưng mà con số này không đáng kể so với cái số lượng này rời khỏi liên tục 6 ngày qua chúng ta vẫn tiếp tục thấy tình hình là cái số lượng bitcoin rời khỏi sàn và chúng ta nhìn vào tình hình liên quan tới funding rate thì funding rate có thể hiểu đơn giản là cái phí qua đêm thì hiện bây giờ là hầu như là chúng ta đứng ở con số 0 là trừ 0016 có nghĩa là tên bây giờ đó là nói chung thì chúng ta không có à, những cái lệnh long hay là short không có nhiên gì về bên nào hết tính theo funding rate có nghĩa là những cái người mà sử dụng future option bây giờ đó thì à, họ vẫn khá là cân bằng với nhau không nhiên về một bên nào và chúng ta có thể thấy được khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu ở trên bybit.com đây là cái số lượng long short trên sàn tính theo giờ thì chúng ta thấy là bây giờ đó thì hai bên gần như cân bằng với nhau bên long đó là 48,33 phần trăm bên số là 51,67 phần trăm đây là thông tin kết hợp những sàn như là sàn Bitmax, Binance, Bybit vân vân thì các bạn thấy được là Bitfinex bây giờ là cái sàn mà có tới 90 phần trăm lệnh long lận cho nên nếu như mà chúng ta có một cái đợt là long squeeze nếu như mà giá đủ cầu đi xuống đó, thì cái đợt long squeeze đó sẽ đến từ sàn Bitfinex và cái đó là sàn Kraken thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái thông tin kế tiếp đi Đây là thông tin cái số lượng lệnh Futures Nhưng mà trên căn bản đó các bạn thấy được là Sau khi mà à, những cái lệnh Futures bị thanh lý Vào ngày 5 tây tháng 9 á, Lúc mà giá xuống đột ngột là khoảng chừng là à, 10.000 đô trong thời gian rất ngắn. Sau đó chúng ta lại thấy một cái đợt đi xuống mạnh nữa là ngày 18 tháng 9. Á, thì trong thời điểm này, hai lần này đó đã có nhiều cái lệnh future về thanh lý, cho nên cái đường này à, mới đi xuống mạnh như vậy. Nhưng mà sau đó, đó khác với lại à, cái đợt đầu tiên, đợt đầu tiên các bạn thì được là ngày 5 tây tháng 9 á, cho đến ngày 7 tây. Thì cái đợt thanh lý đó, sau đó, đó thì vài ngày sau lại thấy là có nhiều người lại tiếp tục có nhiều lệnh future trên sàn. Nhưng mà sau đó thì thêm một đợt thanh lý nữa vào ngày 18 tây thì bây giờ đó chưa đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn không thấy à, một cái sự hồi phục liên quan đến cái số lượng lệnh Futures Cái lệnh Futures bây giờ à, vẫn tiếp tục ở cái mức thấp như là cái ngày mà bị thanh lý à, ngày 18-19 tây mới đây của tháng 9 Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới thông tin của Premium đi thì thông tin của Ethereum cho chúng ta thấy được đó là tình hình khác là bịt không một chỗ đó chính là Ether cứ tiếp tục và tiếp tục bước đi trên sàn bây giờ đã là 8 ngày liên tục rồi cứ tiếp tục bước đi và chúng ta nhìn vào tình hình của ngày hôm nay đi thì tình hình của ngày hôm nay các bạn sẽ thấy được nhìn zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì tình hình ngày hôm nay đã kết thúc tôi nghĩ là vẫn tiếp tục sẽ có hơn Ether rời khỏi nhiều hơn là nạp vào thì tình hình nói chung đó là vẫn giống như ngày trước đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái sự kiện là ether bitcoin rời khỏi và bây giờ đó liên quan tới những cái định future thì cái khả năng mà bị thanh lý đó rất là thấp cho cả hai bên tại vì sao tại vì thứ nhất là các bạn thấy được là cái số lệnh dựa theo crypto khoan đã không có hồi phục sau cái đợt mà đi xuống mạnh ngày 20 tây có nghĩa là bây giờ cái lệnh future không có tăng mạnh sau cái đợt đi xuống đó và thứ nhì nữa là bây giờ là hai bên khá là cân bằng với nhau khi chúng ta nói tới cái số lượng lệnh long và số trên sàn hiện bây giờ nói chung từ những sàn đương nhiên chúng ta có những sàn ngoại lệ như là Kraken và Bitfinex có rất là nhiều lệnh lon nhưng mà phần còn lại thì khá là cân bằng đây là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến crypto khoan chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về tình hình của Class No đi Thì một chỉ số duy nhất mình thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay Đó chính là chỉ số nào Đó chính là chỉ số là cái số phần trăm của cái số lượng Bitcoin bây giờ mà đang có lời Thì bây giờ tiếp tục ở mức thấp là các bạn thấy là ngày hôm nay là mức 77% nhưng như gì bạn có biết là thông thích con số này là dưới 85% Tại vì chúng ta không muốn có quá nhiều người có lời Tại vì càng nhiều người có lời đó hơn 85% của Bitcoin có lời Thì sẽ dẫn đến là cơ hội chúc lời càng cao Bây giờ đó là vẫn dưới 85% ở cái mức hiện tại mà giá Bitcoin bây giờ đã là 43.247 rồi Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà tiếp tục nói tới một cái thông tin liên quan tới ETF Nhưng mà chúng ta lần này sẽ nói tới nước Canada, Toronto, Canada Thì như bạn có biết là chúng ta đã thấy Ethereum và Bitcoin uh, ETF đã có mặt ở trên sàn chứng khoán của Canada rồi. Đây là một trong những điều chúng ta nói tới trước đây. Canada đã là nước đầu tiên ở cái châu Mỹ này mà có cái ETF liên quan tới Bitcoin và Ethereum. Thì hôm nay chúng ta nghe thấy thông tin đó là quỹ đầu tư ETF hỗn hợp đầu tiên sẽ được ra mắt trên sàn chứng khoán ở Toronto, Canada. Đó chính là cái quỹ đầu tư của công ty Vault. Thì công ty này sẽ ra mắt cái quỹ đầu tư đó mà có cái ký hiệu là ETC ETF thì nghĩ là cái điều này sẽ làm cho nhiều bạn khó hiểu tại vì ETC đó ở trong thị trường crypto là Ethereum Classic nhưng mà họ lấy cái tên là ETC ETF nhưng mà cái quỹ này lại không có Ethereum Classic mà quỹ này chỉ có là 67% là Bitcoin và khoảng 33% là Ethereum Đây là cái cách mà chia của quỹ này Có nghĩa là đây là cái quỹ mà mọi người không cần phải đầu tư vào cái quỹ Uh, Bitcoin ETF và cái quỹ Ethereum ETF chỉ cần đầu tư và cái quỹ này thôi là có Bitcoin và Ethereum và cách mà họ thu mua là họ sẽ thu mua cổ phần của cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF và Ethereum ETF thì uh, cái cách nhìn đặc biệt của CEO của công ty Evo này họ nói là Bitcoin đã chứng minh được là một vàng điện tử là một nơi lưu trữ giá trị nhưng mà đối với lại công ty Evo đó thì Ethereum đó họ coi là dầu điện tử khác với lại nhiều người nói là Ethereum là bạc điện tử nhưng mà Evo CEO lại nghĩ là Ethereum là dầu điện tử là một đồng cần thiết để có thể là tham gia vào nhiều dịch vụ như là NFT, DeFi vân vân ở trên những mạng lưới phi tập trung cho nên người ta gọi Ethereum bây giờ là dầu điện tử Bitcoin là vàng điện tử đây là lý tại sao mà họ muốn ra mắt cái quỹ đầu tư Evolve ETF này mà có cả Bitcoin và Ethereum Thì các bạn thấy được đó, cái thông tin này thì chúng ta thấy là đến từ Canada thì một chuyến điều mình thường đã từng chia sẻ trước đây là Chúng ta thấy thường đó là những cái quốc gia mà có cái sự ảnh hưởng kinh tế thế giới thấp hơn Họ sẽ thử nghiệm những cái quỹ đầu tư này trước, trước khi mà Hoa Kỳ có, ngay cả trước đây Khi mà chúng ta nói tới là vàng ETF đó, thì Úc có trước rồi mới tới Hoa Kỳ thì đây là cái thống kê, thống kê này là năm 2018 thì nhiều bạn hỏi thường là Canada là một nước có tầm cỡ như thế nào khi mà chúng ta nói đến ảnh hưởng kinh tế và cái số lượng người dân thì Canada dựa theo thống kê của Howmuch.net năm 2018 thì cái ngành kinh tế của Canada đó, cái thị trường chứng khoán là lớn thời điểm đó là khoảng chừng là 2,82% của tổng thế giới trong khi mà Hoa Kỳ chiếm tới là 44,33% lận thì thời điểm năm 2018 đó, chứng đoán là thị trường chứng khoán Canada là khoảng 1,94 nghìn tỷ. Đây là cái thị trường của Canada. Và chúng ta thấy được là khi mà nhìn vào tổng thị trường của crypto đó, thì các bạn thấy được thì crypto bây giờ đó là khoảng 1,9 nghìn tỷ. Có nghĩa là crypto bây giờ đó, tổng thị trường vốn hóa đó là ngang bằng với lại cái thị trường của Canada vào năm 2000 18 và chúng ta thấy được đó là nó tới cái dân cư đó thì Canada tổng cộng là có 38,1 triệu dân 38,1 triệu dân ở Canada nhưng mà chúng ta nói tới cả Hoa Kỳ đó là tới 333.000 triệu dân lượng có nghĩa là chúng ta thấy được là cái khác biệt rất là lớn 38 triệu so với lại 333 triệu con số Hoa Kỳ chúng ta thấy là chỉ tính riêng Cali thôi thì Cali có tổng cộng là 39,5 triệu dân thì các bạn thấy được là cả nước Canada là 38,1 triệu dân mà cả nước Canada con số thấp hơn là cư dân Cali hiện bây giờ năm 2019 thống kê là 39,5 triệu dân hiện tại thì cho các bạn thấy được đó là Canada là một nước mà nhỏ hơn Hoa Kỳ tính theo là cái số dân cũng như là tính theo là cái tầm ảnh hưởng liên quan đến chứng khoán của Canada cho nên cái việc mà Canada đưa ra Bitcoin ETF và tim ETF là một điều rất là tốt, nhưng mà đây là cái sự khởi đầu. Chúng ta thấy được là tại sao Hoa Kỳ vẫn chưa có ra Bitcoin và Tem ETF thì cái sự ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Lỡ như mà có chuyện gì đã xảy ra thì cái tầm ảnh hưởng sẽ lớn hơn rất nhiều, liên lụy tới nhiều cái uh, thị trường tài chính khác. Đây là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới uh, Canada và ETF.